quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thoải mái nhất và thư giãn nhất. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Sau tất cả, Thủy Tiên viết tâm thư dài xin lỗi và quyết định dừng kiện Antifan tiết lộ bị các nhãn hàng hủy hợp đồng. Nữ ca sĩ hiện vẫn đang miệt mài làm những điều tốt nhưng liên tục phải nói lời xin lỗi những người quấy rối. Câu chuyện từ thiện miền Trung của Thủy Tiên sẽ trọn vẹn nếu như không có sự xuất hiện của Antifan, những người soi mói và chỉ trích cô mỗi ngày. Mọi thứ đi xa hơn khi Công Vinh tức giận và tìm thông tin để đi kiện, bảo vệ vợ khi thấy nữ ca sĩ xuống tinh thần. Đổ bệnh vì lo lắng công việc ảnh hưởng, mất nhiều hợp đồng, nhiều trường hợp khó khăn tương lai sẽ không được giúp đỡ nữa. Bà mẹ một con dầm mưa nên sức khỏe ảnh hưởng rất nhiều, hợp đồng quảng cáo bị mất. Cách đây vài giờ trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đăng tải dòng trạng thái khá dài và tiếp tục đề cập đến các nhóm anti-fan. Đầu tiên cô xin lỗi vì nhắc lại câu chuyện chẳng hay này. Thủy Tiên cho biết nhiều tài khoản ảo đã quấy rối nhãn hàng nên họ sợ và hủy hợp tác. Những hợp đồng mới lại khó ký kết trong khi những đối tác cũ lại hủy. Điện thoại quản lý hàng ngày như bị khủng bố vì các cuộc gọi xin giúp đỡ, khiến cả ekip chẳng thể kết nối công việc cá nhân. Mình buồn và lo là làm sao để giúp được nhiều người nữa đây. Có nhiều bé không cha mẹ, mình hứa lo cho học hết đại học. Giờ mà không khả năng lo nữa thì tội các bé phải nghỉ học. Chưa kể những người già không nơi nương tựa nữa, cô bộc bạch. Đi giúp bà con nhưng đổi lại công việc của cô lại bị quấy rối. Thủy Tiên bị stress, không ăn ngủ được. Nên lúc này Công Vinh mới lo lắng cho vợ, anh bức xúc và xảy ra vấn đề truy tìm để kiện cáo. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu được thông tin về người đứng đầu thì nữ ca sĩ phát hiện ra các bạn cũng còn quá trẻ, nhiều bạn còn phải đi thuê phòng trọ để đi làm, tự dưng Tiên bị chân lại, đền bù thiệt hại quá lớn này, tiền đâu các bạn đền bù. Còn trẻ lại dính đến chuyện luật pháp, ảnh hưởng cả một tương lai người ta. Dù là các bạn ghét Tiên phá Tiên thật, nhưng nếu Tiên cũng vì giận mà làm như vậy thì Tiên nghĩ mình cũng không phải người tốt. Nữ ca sĩ cho biết, mình thương người đàn ông đứng ra bảo vệ và tất cả khán giả đang lo lắng cho cô. Thủy Tiên dừng kiện nói lời xin lỗi, mục đích từ đầu của chuyến đi làm từ thiện. Nhưng đẩy câu chuyện đi quá xa thế này là điều chẳng ai mong muốn. Chính lẽ đó giọng ca Chàng Trai Tháng 12 quyết định dừng lại ồn ào. Tiên chợt nhận ra rằng thiện hay bất thiện đều là do mình tự lựa chọn. Vì vậy Tiên muốn dừng lại. Con người ai cũng có cái sai, nếu Tiên hoàn hảo không sai sót gì nữa, thì giờ đây Tiên chắc đã ở cõi nào hưởng phúc rồi. Tiên vẫn còn nhiều sai sót, vẫn còn nhiều nghiệp phải trả và các bạn cũng vậy. Vì vậy, nên trên đời này chúng ta ai cũng phải có nỗi khổ riêng. Chưa dừng lại, mẹ bánh gạo một lần nữa nói lời xin lỗi. Tiên xin lỗi tất cả, Tiên muốn khép lại tất cả, không kiện cáo, không cần bảo vệ, cũng không cần gì cả. Các bạn ghét Tiên, phá các nhãn hàng Tiên đang quảng cáo. Tất cả là do lỗi của Tiên, là nghiệp của Tiên phải gánh, Tiên phải chấp nhận điều đó. Nữ ca sĩ nhận hết phần lỗi về mình, dù cô đang cống hiến rất nhiều thứ cho người dân. Thủy Tiên hứa rằng cô sẽ công khai minh bạch từng đồng tiền, nhưng hãy để mình có thời gian sau khi hoàn tất các chuyến đi. Mất sức, mất thời gian, tinh thần mệt mỏi vì nhiều ngày đi từ thiện, nhưng nữ ca sĩ phải liên tục nói lời xin lỗi. Nhiều người khuyên rằng cô đừng suy nghĩ thêm nữa, tập trung cho những kế hoạch mình đề ra, vì anti-fan vẫn sẽ mãi ở đó. Cô nói đến bao nhiêu lời cũng chẳng thay đổi.